Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản xin ý kiến các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 kéo dài 7 ngày đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tại dự thảo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, gọi tắt là công chức viên chức. Phương án 1, công chức viên chức nghỉ từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Với phương án này, công chức viên chức sẽ được nghỉ Tết 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động. Phương án 2, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Theo đó, công chức, viên chức nghỉ từ thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024 đến hết thứ Năm ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Với phương án này, công chức, viên chức cũng sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù, ngày nghỉ hàng tuần, theo quy định của Bộ Luật Lao động. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cả hai phương án đề xuất đều có số ngày nghỉ bằng nhau, nhưng bộ này đề xuất chọn phương án 1 vì đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ áp dụng với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nhà nước khuyến khích doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ cho người lao động như đối với công chức. Sau khi lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan liên quan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình dự thảo phương án nghỉ Tết lên Thủ tướng xem xét quyết định.